Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip thông báo hàng về của ngày hôm nay, ngày mùng 1 đầu tháng 10 âm lịch năm 2023, cũng là ngày 13 tháng 11 năm 2023. Cô chủ shop sẽ thông báo hàng về. Ngày hôm nay thì cô chủ shop có về được 3 sản phẩm, đều là 3 chiếc đài, trong đó thì có một chiếc đài sáp 3 số 7, một chiếc đài QT88 màu đỏ có về với cửa hàng ngày hôm nay. Vâng, và đây là những sản phẩm được cô chủ shop săn lùng và tìm kiếm những sản phẩm cực kỳ xuất sắc về với cửa hàng để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng. Và ngày hôm nay cửa hàng có về được một chiếc đài radio. Ngày hôm trước thì cô chủ shop có thông báo trên kênh là có một chiếc đài sáp 3 số 7 mang mã số 158 cập bến với cửa hàng, thì hiện tại vẫn còn, cô chủ shop đã nhấc xuống dưới phía mặt sàn đây rồi ạ. Ngày hôm nay về với cửa hàng là một chiếc đài mang mã số 159 và một chiếc đài QT88 có gam màu đỏ đang có mặt tại đây. Và trong tháng này thì cô chủ shop có về với cửa hàng những chiếc đài VIP đẹp điển hình như chiếc đài sáp VFF939 kia. Vâng, sản phẩm đó thì là một trong những siêu phẩm hiếm, và từ trước tới nay thì màu trắng và về với cửa hàng chỉ có 2 chiếc thùng xốp thôi. Bán hàng bao nhiêu năm nhưng mà cô chủ shop cũng chỉ có 2 chiếc. Trước đây, cách đây tầm hơn 1 năm, 2 năm thì cô chủ shop có một chiếc về cùng với một chiếc 940. Thì hai chiếc đó đều có chủ ngay. Và ngày hôm trước thì cô chủ shop có thông báo trên kênh là có về một chiếc cực kỳ đẹp, siêu mới, chưa cắm điện tại Việt Nam. Và sản phẩm thì cô chủ shop cũng đã đăng chi tiết rồi và cũng được khách hàng quan tâm rồi đấy ạ. Cô chủ shop thì vẫn để trưng bày tại đây, mà mượn lại bác khách hàng và trưng bày tại đây. Khi nào cô chủ shop sẽ test hàng để gửi cho anh sau. Bởi vì anh cũng có mua một số sản phẩm bên cửa hàng như chiếc mâm than, thì anh chờ đóng kệ xong thì cô chủ shop mới mang hàng lên lắp cho anh. Và chiếc mâm than 365 FVV kép thì khách hàng cũng đã chuyển khoản hết rồi. Và chiếc đài sáp VFF939 này thì khách hàng cũng đã chuyển tiền hết cho cô chủ shop rồi. Và sản phẩm nó quá là đẹp luôn, khách hàng cũng ưng ý, và với rất nhiều những bác khách hàng đã quan tâm và liên hệ với cửa hàng, vừa là tham khảo cũng như là muốn chốt sản phẩm, nhưng giá trị của chiếc đài này nó cực kỳ là cao, cực kỳ là cao luôn. Và để mà lựa chọn và bỏ những đồng tiền cao ra như thế để mua được những chiếc đài như thế này thì cũng không hẳn là dễ một chút nào. Đến bản thân cô chủ shop thôi, mua hàng cũng phải mua với mức giá cao. Nên là các bác biết là thừa là những sản phẩm nó hiếm thì lúc nào giá nó cũng bị đội lên cao nhé. Để mình sở hữu được một trong những sản phẩm VIP như vậy. Và ngày hôm nay thì cô chủ shop cũng thông báo luôn cho quý khách hàng, ngày hôm nay cô chủ shop về thêm một chiếc đài sáp 3 số 7 mang mã số 159 đang trưng bày trên kệ đây, và một chiếc đài QT88 có gam màu đỏ, một chiếc đài radio thủy quân lục chiến. Hôm trước được bác khách hàng có địa chỉ ở Hải Dương cũng về trực tiếp chốt một chiếc đài thủy quân lục chiến rồi. Hôm trước thì bác có về xem và có trả giá nhưng cô chủ shop lại không bán. Nên là hình như là cuối tuần vừa rồi thì bác có lên và chốt luôn chiếc đó rồi. Thì ngày hôm nay cô chủ shop tiếp tục cập nhật một chiếc nữa về. Và trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy, cô chủ shop có trưng bày một chiếc thùng xốp ở đây. Thùng xốp này thì là thùng xốp mới tinh của Trung Quốc. Nên là cô chủ shop có mua được 2 chiếc thùng. Thì hôm trước có về một chiếc rồi. Và giá như cô chủ shop bảo thì là giá có 1,2 triệu một chiếc thùng fake này thôi. Và chiếc thùng xịn thì của cửa hàng có đây. Hôm trước thì cô chủ shop có đặt ở phía dưới để cho các bác có thể là được quan sát là hàng xịn như thế nào và hàng hàng fake như thế nào. Thì đây, ngày hôm nay thì cô chủ shop về thêm một chiếc nữa. Và hôm trước thì có về kèm vào một chiếc 157, 156 ạ. 156 đúng không ạ? Vâng, 156 được bác khách hàng có địa chỉ ở Lào Cai chốt đơn rồi. Còn chiếc đài mang mã số 157 thì cô chủ shop bán cho bác khách hàng có địa chỉ tại Vũng Tàu, vừa gửi hàng sáng ngày hôm nay xong, ngày mùng 1 đầu tháng. Cô chủ shop vừa gửi xe sáng nay, gửi bưu điện sáng nay. Và đây là một chiếc 158 này. 159 về trong ngày hôm nay. Thì với chiếc thùng này nó không đi kèm một chiếc đài nào cả.
Nó không đi kèm một chiếc đài nào cả. Nên là hôm trước thì về một chiếc 156 thì cô chủ shop bảo là bán đài tặng chiếc thùng ấy à các bác ạ. À, thế nhưng mà thôi được rồi. Ngày một tháng đặc biệt là chuẩn bị đón sinh nhật cô chủ shop, nên là cô chủ shop có về một chiếc thùng shop nữa đây. Mà bác nào mà quan tâm ở clip này là một clip đầu tháng nhé. Bác nào mua đài 3 số 7 em sẽ tặng chiếc thùng này. Còn đâu thì các bác không mua đài thì các bác có thể mua lại với một chiếc vỏ thùng này giá 1,2 triệu cũng được. Hoặc là các bác mua đài thì em sẽ tặng theo một chiếc thùng fake này nhé. Nói rõ luôn là thùng fake chứ cô chủ shop không báo như những shop khác là thùng zin xịn từ Nhật về, hàng tồn kho. À, cô chủ shop cũng được nghe một số shop quảng cáo là thùng mới nhưng lại quảng cáo là hàng tồn kho. À, cô chủ shop nghe nó cứ sai sai ấy. Nhưng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì không thông báo như thế bao giờ cả. À, còn các bác có thể biết là thùng xịn đây. Các bác về trực tiếp cửa hàng. Đây điển hình như chiếc đài 939 đây. Thùng zin của nó khác hoàn toàn. Mở ra mùi nó thơm phức. Như những chiếc thùng kể cả 3 số 7 cũng vậy. Mở ra nó thơm lắm. Còn đâu đây là những chiếc thùng mới thì cô chủ shop bảo luôn là thùng mới nhé. Bởi vì nó không có giá trị sưu tầm đâu các bác ạ. Nên là trước đây nó phải hơn 2 triệu đấy. Nhưng mà cô chủ shop có một nguồn rất là tốt để mua cho các bác. Bác nào mà thích mua hộ thì gọi điện cô chủ shop mua hộ thôi. Nhưng mà nói thật là nó cũng không có giá trị sưu tầm thì mua làm gì các bác? Mua làm cái gì ạ? Đúng không ạ? Còn đây thì cô chủ shop để đảm bảo cho các bác và các bác biết là thương hiệu của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có những sản phẩm xịn như thế nào. Các bác bỏ tiền ra mua nó mới xứng đáng. Còn những cái thùng này mà nhét cái đài vào ấy, mua những cái chiếc đài đẹp như thế này, nhét vào đây để đi bán và quảng cáo những chiếc đài zin xịn từ Nhật Bản về, hàng còn nguyên shop và hàng tồn kho. Nói thật là ngượng mồm lắm các bác ạ. Nói thật luôn ngượng mồm lắm. Vâng đây, có tặng kèm luôn là một cái quyển Captono và một chiếc thùng này. Là cô chủ shop vẫn bảo với các bác hôm trước là 1,2 triệu đấy ạ. Còn đâu chiếc đài về trong ngày hôm nay đây là chiếc đài không có thùng shop nhá. Nói luôn là không có thùng shop. Còn bác nào mà chốt chiếc đài 159 này cô chủ shop tặng luôn chiếc này. Bởi vì tháng này là tháng sinh nhật cô chủ shop nên là cũng sẽ có một mức giá cực kỳ là ưu đãi cho khách hàng. Cũng như là khách hàng mà quan tâm đến kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì các bác sẽ biết. Và cô chủ shop thông báo chiếc đài về trong ngày hôm nay nó còn một cặp tem zin 3 số 7 còn một cặp tem zin đây ạ. Cực đẹp luôn. Và chiếc đài này, cô chủ shop lại quên không cắm điện để cho các bác thử nghe rồi. Chiếc đài này đẹp lắm. Ngày hôm nay cửa hàng có 3 chiếc đài cực đẹp. Và chiếc đài 159 này siêu xuất sắc luôn. Chiếc đài 158 này cũng vậy. Đây, cô chủ shop sẽ quay để quý vị và các bạn có thể nhìn thấy thực tế. Tất cả gông, bát, loa và lón loa rất đẹp luôn. Zin đẹp, tất cả núm nút này, sáng trưng, đẹp tuyệt vời. Và phần tay sách sáng bóng, hai cửa băng cassette quá là mới luôn. Tất cả những cái phần núm nút và phím bấm đây, không có hề bị rôm, bị xỉn. Và chất âm thì rất là tuyệt vời. Với những chiếc đài huyền thoại như thế này là một trong những chiếc đài đẹp. Các bác nghĩ là mua những chiếc đài 3 số 7 đẹp có dễ mua không ạ? Với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì là rất uy tín rồi. Mua hàng phải mua hàng đẹp. Còn những chiếc đài hàng loại 1 thì cửa hàng sẽ mua. Loại 2, loại 3 thì cửa hàng không mua. 3, 4, 5 thì thị trường họ cũng bán rất nhiều nhưng giá trị nó sẽ rẻ hơn. Còn cũng có những shop thì họ thấy cửa hàng âm thanh Đức Hạnh bán với mức giá cao nhưng họ cũng cứ quảng cáo là đài của họ đẹp đấy. Nhưng khi các bác thực tế thì cũng đã có những bác khách hàng mua của những shop khác về thì khẳng định luôn là không bao giờ bằng hàng của Đức Hạnh. Đấy là khách hàng nói nhé, không phải là cô chủ shop nói ra đâu. Đấy là khách hàng tự đánh giá. Chiếc đài về trong ngày hôm nay thì đẹp lắm các bác ạ, đẹp lắm luôn. Phía sau đây,
hậu sau của chiếc đài đây, và cô chủ shop sẽ đọc series của chiếc máy này nhá. Các bác có thể tất cả nhìn thấy phần rắc dây AV này rất là mới luôn, từ con ốc sáng quắc luôn. Vâng, và sau đây thì series của chiếc máy này 311 80 80903 nhé. Đây ạ, các bác chụp lại màn hình đi ạ, 311 80903 GF 3 số 7Z, cực mới và cực đẹp luôn đấy. Vâng, tiện ở đây thì cô chủ shop quay luôn chiếc phần hậu sau. Các bác có thể nhìn thấy phần hậu sau của chiếc đài sáp QT88 màu đỏ về trong ngày hôm nay, và xem series luôn ạ. Xong lát sẽ quay phần trên, phần hồi trước, phần lóc và phần mặt cực đẹp luôn. Con này thì quá là mới luôn, khẳng định đẹp nhất Việt Nam tại lúc này. 406-8859 ạ. Sơ di của chiếc này là 406-8859 nhá, điện 100V ạ. Vâng, đây là độ đẹp của chiếc đài QT88 có gam màu đỏ về trong ngày hôm nay. Cô chủ shop cũng đã vừa chụp hình đăng trên trang Zalo riêng cũng như là trang Facebook Âm Thanh Đức Hạnh thì cô chủ shop có đăng rồi. Và clip này thì cô chủ shop sẽ đăng YouTube. Và các bác xem kênh YouTube thì các bác biết, và cô chủ shop quay rất là kỹ và nói cũng rất là nhiều với những sản phẩm đẹp để khẳng định thương hiệu của mình, chứ không phải là cứ quảng cáo nên nói nhiều thì cũng chỉ mệt cô chủ shop thôi. Nhưng mà đây là những sản phẩm đẹp thực sự thì cô chủ shop phải nhấn mạnh là sản phẩm nó đẹp. Các bác bỏ những đồng tiền ra không phải rẻ đâu, mấy chục triệu một chiếc đài. Và các bác biết là thị trường rất nhiều, nên là những sản phẩm đẹp thì cô chủ shop phải nhấn mạnh để các bác có thể biết là những sản phẩm bên cô chủ shop có những chiếc đài quá đỉnh và quá đẹp. Các bác bỏ đồng tiền ra mua nó xứng đáng khi mình sở hữu được những chiếc đài huyền thoại đẹp cực luôn. Đây, chiếc đài 3 số 8, xin lỗi, chiếc đài QT88 về trong ngày hôm nay. Như một chiếc đài vừa bóc thùng ở trong thùng xốp ra ấy các bác ạ. Các bác nhìn từ phần gông này, mới kinh khủng khiếp luôn, mới một cách dã man luôn đấy ạ. Đây, các bác nhìn đây, như là vừa được khui ra xong ấy ạ. Tất cả cái phần mạ nó sáng quắc luôn. Để đánh giá về chiếc đài này thì nó mới đến 99% luôn. Tất cả này, cái phần gạt này, eo ơi, nó mới lắm nhá. Núm nút này, không chê được. Vâng, giá trị của những chiếc đài sáp 3 số QT88 màu đỏ tại thời điểm này mua không dễ một chút nào. Tuy sản phẩm nó có rẻ hơn mọi năm đi đấy, nhưng mà để lựa chọn những chiếc đài đẹp không dễ một chút nào luôn, không dễ một chút nào luôn. Tất cả đây, phần cửa băng cassette này. Vâng, quá là tuyệt vời với những chiếc đài sáp QT88 mà hàng tuyển chọn như thế này, không hề dễ một chút nào. Đẹp cực kỳ, xuất sắc luôn. Vâng, các bác có thể nhìn thấy phần tay sách của sản phẩm đây. Quá là mới, quá là đẹp luôn. Đây, cái phần đây để nó bị hắt cái tối của cái phần đài bên này vào thôi. Đẹp đến 99% luôn. Quá là tuyệt vời. Đấy, bên cửa hàng thì vẫn còn một chiếc đài QT88MK2 có gam màu đỏ, nhưng chiếc đó thì bị rách một chút phía căng. Cô chủ shop vào trưng bày ở phía góc kia. Và giá trị chiếc đó thì khá là rẻ tiền so với chiếc đài mà cô chủ shop đang có mặt tại đây. Và chiếc đài này thì quá là đẳng cấp và đẹp rồi. Để lựa chọn và có những chiếc đài mà siêu đẹp như thế này thì các bác cứ cần liên hệ với cô chủ shop thôi, là các bác cũng sẽ sở hữu được những chiếc đài đẹp nhất, đỉnh nhất bên cửa hàng cung cấp cho quý vị và các bạn. Các bác có thể nhìn thực tế đây, quá là đẹp luôn nhá. Tiếp theo, đến một chiếc đài radio thủy quân lục chiến. Chiếc đài radio thủy quân lục chiến về trong ngày hôm nay là một chiếc đài chống nước, cũng zin đẹp xuất sắc luôn. Và
Bắt thì rất là khỏe. Radio rất khỏe luôn. Đấy, chiếc đài nó có hai băng tần AM và FM. Những chiếc đài này thì siêu led, siêu hay và cũng lại siêu bền luôn, chống được cả nước ạ. Không dễ kiếm tìm nhưng mà bên cửa hàng thỉnh thoảng vẫn săn lùng được những chiếc đài đẹp để cung cấp cho quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, vậy ở clip thì cơ thông báo hàng về của ngày hôm nay, cô chủ shop có 3 sản phẩm cập bến với cửa hàng là một chiếc đài sáp 3 số 7 mang mã số 159 về với cửa hàng ngày hôm nay, và một chiếc đài QT88 có gam màu đỏ cực đẹp, một chiếc đài radio thủy quân lục chiến, quên không đọc mã số cho các bác. Chiếc đài này là RF622 ạ, 622. Và hiện tại bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn hai chiếc đài sáp 3 số 7 nữa, một chiếc mang mã số 136 có xốp đáy, và chiếc ở phía trên này là một chiếc hình như là 100 bao nhiêu cô chủ shop không nhớ rồi. 155 thì phải. Vâng, vậy những chiếc đài khủng hơn nữa thì như ở phần cuối gian hàng kia, cô chủ shop có chiếc đài GF1000 và những chiếc đài sáp QT89 màu trắng điện đa cầu thì bên cửa hàng vẫn có, và những chiếc đài như modem khác thì bên cửa hàng vẫn đầy đủ hàng. Vậy clip này cô chủ shop xin kết thúc tại đây. Mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, clip này cô chủ shop xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.